6 mỹ nam cổ trang giàu nguyên tắc nhất. Từ bao lâu nay, phim cổ trang vẫn luôn có một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Đây được xem là dòng phim ăn nên làm ra và cũng là thương hiệu của điện ảnh Trung Quốc. Bên cạnh đó, đặc sản xứ Trung còn là nơi hội tụ những mỹ nam, mỹ nữ có vẻ đẹp xuất chúng. Gần đây, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao về danh sách những mỹ nam cổ trang Trung Quốc sống trong tuyệt thiết nhất do fan bình chọn. Được biết, top 6 của cuộc tỷ thí này là Vương Nhất Bác, La Vân Hy, Nhậm Gia Luân, Cổ Thiên Lạc, Hồ Ca. Trong đó, mỹ nam họ Vương là người dẫn đầu bảng nhờ có tạo hình giống với nhân vật Tạ Doãn trong nguyên tác. Tạ Doãn ra Vương Nhất Bác thủ vai trong Hữu Phỉ được các fan bình chọn trên Weibo là nhân vật tái hiện nguyên tác chuẩn nhất. Mỹ nam được đánh giá cao bởi sự tiến bộ trong diễn xuất, làm bật lên tính cách của nhân vật. Vẻ điển trai sẵn có của nam diễn viên cũng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của tạo hình này. Đây chắc chắn là người tình trong mộng của đông đảo fan nữ. Nhậm Gia Luân. Dù đảm nhận cả hai vai Lâm Kính và Nam Lam Nhạc trong Mộ Bạch Thủ, nhưng Nhậm Gia Luân đã không hề khiến khán giả thất vọng. Ngược lại, mỹ nam được đánh giá rất cao khi thể hiện sự tách bạch, rõ ràng tính cách và hoàn toàn trái ngược nhau của hai nhân vật. Đây là điều mà không phải diễn viên nào cũng có thể làm được, huống chi là hoàn thành xuất sắc như Nhậm Gia Luân. Với vai Thượng Quan Thấu, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, La Vân Hy chỉ xếp sau Vương Nhất Bác trong bảng danh sách. Không ít người cho rằng chàng mỹ nam này quả thực sinh ra là để đóng phim cổ trang. Có thể thấy tài tử hệt như Thượng Quan Thấu bước ra từ trong nguyên tác, khi ngoại hình và khí chất của nhân vật đều được anh khắc họa vô cùng rõ nét. Nếu Lục Tiểu Linh Đồng được xem là chuẩn mực của Tôn Ngộ Không, thì Cổ Thiên Lạc cũng được fan bình chọn là Dương Quá chuẩn nhất trên màn ảnh nhỏ. Dương Quá chuẩn nhất trên màn ảnh nhỏ, trong tiểu thuyết nhân vật được miêu tả là một người có tính cách nửa chính nửa tà. Cổ Thiên Lạc đã tạo nên một Dương Quá hoàn hảo như bước ra từ trong nguyên tác. Dù không phải là Quách Tĩnh thành công nhất trong các phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu, nhưng hình tượng đại hiệp của Hồ Ca lại được lòng rất nhiều khán giả trẻ. Ngoài diễn xuất thì ngoại hình điển trai cũng là điểm cộng rất lớn giúp Hồ Ca giữ được vị trí đặc